Mà Văn Khoa, bạn có ra một MV hoặc một cái gọi là YouTube nào mới không? Dạ, thật sự thì em cũng đang trong cái thời gian định hướng. Cái nghề chính của em thì là diễn viên tự do. Còn nghề phụ thì em đang theo bộ môn vận động viên thể hình anh ạ. Em đang phấn đấu để có thể sẽ đăng ký đi thi ạ. À, có mặt hôm nay là anh xúc phạm tôi tới hai điều là nghe anh Linh. Một là anh nói tôi không có tóc là sao? Hả? Có cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Hả? Hả? Chút xíu, có chút xíu. Hả vậy? Chưa vậy chứ anh lại lặp đi lặp lại cái hai cái từ thần thua là sao? Thần thua là đội nào chọn Quốc Thuận đều thấy thua khoảng 80-90%. Lớn. Sao? Ở trong có hai đứa nó tham gia. Ủa vậy hả? Trời đất ơi. Hồi nãy không biết, tự nhiên nó nghe người ông ngoài nói á. Đồn nó trời ơi đừng có tham gia Đỗ Quốc Thuận. Đỗ Quốc Thuận là thua không đó. Hai nó đòi về. Hai người đội Quốc Thuận hôm nay có tính cách như thế nào? Trời ơi, nó dễ thương lắm, nó hiền lắm. Đặc biệt là cái bạn trai đó nghe, kêu bạn ấy làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà riêng á, kêu bạn ấy lận cái môi dưới vô trong mà 30 giây thôi lận không được. À, bị trễ á hả? Đúng rồi. Môi nó dày một đúng mét vậy, đó, hả? Đúng vậy. Và còn một bạn nữ rất là dễ thương, phải không? Nha. Cái tướng như là Phương Thanh vậy đó. Ủa vậy đó hả? Đó cũng là một diễn viên. Ôi, rất là dễ thương. Vậy là một người trề và một người không trề. Đó. Đội Phương Thanh sao? Nói chung cũng không có dừa. À. Đó, bên này cái môi có trề cũng... không? Có trề không? Có trề chút đỉnh. Mà cái này không môi trề mà mỏ nhọn. Riêng về gái là bên này ăn đứt bên đó. Nhưng mà tài năng với trí tuệ thì chưa biết ạ. Nếu nói về cao, chắc chắn là cao đúng không? Có cao. Coi như 1-9-1-10 ha. Cảm ơn hai huấn luyện viên đã đem đến các thành viên của các đội để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mời hai huấn luyện viên về vị trí. Cấm không, đừng nói cái vụ thua nghe chưa? Đúng rồi. Tụi nó bỏ về đó. Không nói thua. Nói thất bại thôi. Tụi nó bỏ về đó nghe chưa? Rồi. Như vậy chúng ta đã gặp gỡ hai huấn luyện viên. Còn bây giờ thành viên của huấn luyện viên là ai quý vị? Chúng ta chờ đón xem đội của Quốc Thuận là những người đến từ lĩnh vực nào nhé. Đó chính là Gia Linh và Thanh Tân. Trời ơi, ở đây đâu phải là đấu trường đâu mà làm dữ vậy. Nè, cái đội của anh là phải nền nã, điềm đạm nghe chưa? Ủa, em bên đội anh hả? Điềm à, bữa nay là sẽ thắng. Nhưng mà anh đi thắng. Tụi em phải chuyển bài hình thắng cho anh. Đúng vậy. Đấy, đặc điểm của đội Quốc Thuận là như vậy. Có thành viên của đội Phương Thanh là như thế nào? Một cô gái rất là xinh đẹp và một chàng trai cũng hơi ốm chút xíu nhưng rất là có duyên. Đó chính là Phạm Thiên Thanh và Mạc Văn Khoa. Trời ơi, đâu phải là em làm không được không trời. Làm thử Linh, thấy tình nền nã chưa? Coi thấy ghê không? Chia hết khuyết điểm luôn không? Mấy đứa, vỗ tay cái ai, vỗ tay. Đồ em là thường thường người ta nói là những người thông minh là nói ít lắm. Hồi nãy giờ em nói nhiều nhất luôn, em nói rất nhiều luôn đó. Thì em ít thông minh lại thôi. Rồi, công việc của Thanh Tân với lại Gia Linh hiện nay đang làm gì? Dạ người mẫu. Hả? Lộn, dạ em làm diễn viên hài, dạ. Dễ thương còn Thanh Tân. Dạ em cũng đang là mẫu ảnh cho một cái tạp chí. Chào đón hai bạn đến cuộc chơi hôm nay. Còn Phạm Thiên Thanh, bạn đang làm công việc gì? Dạ hiện tại là em đang là diễn viên. Mà Văn Khoa, bạn có ra một MV hoặc một cái gọi là YouTube nào mới không? Dạ thật sự thì em cũng đang trong cái thời gian định hướng. Cái nghề chính của em thì là diễn viên tự do. Còn nghề phụ thì em đang theo bộ môn vận động viên thể hình anh ạ. Em đang phấn đấu để có thể sẽ đăng ký đi thi ạ. Rồi, và... đúng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi đầu tiên của chương trình Trí Lực Sánh Đôi. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng trang bị của chương trình Trí Lực Sánh Đôi Body and Brand. Thưa quý vị, bây giờ thì hai đội chơi sẽ thể hiện phần trí và phần lực. À, một bạn thi lực và thời gian của bạn thi lực đó là phần của bạn thi trí. Thi lực thế nào mà các bạn hướng về màn hình. Khi thời gian bắt đầu, người thể lực có nhiệm vụ phải giữ hai thanh gỗ dài sao cho trái bành trên hai thanh gỗ này không được rớt.
Trong lúc đó, người trí tuệ cũng phải nhanh chóng trả lời chính xác các câu hỏi để nhận được 500.000 tiền thưởng tương ứng với mỗi câu. Nghe vậy thôi chứ không khó lắm đâu. Người thể lực cố lên nhá. Thể lực cũng rất đơn giản ha. Bây giờ chúng ta phân tách thử xem mình sẽ chọn ai thi lực và ai thi trí. Bây giờ nhờ Phương Thanh. Đội Phương Thanh thì hồi sáng lỡ ăn chiên gà tay em run lắm. Không, nhưng mà nếu mà so với mặt Văn Khoa thì em thể lực tốt hơn. Chị nhìn có vẻ ôi là... Ôi chị ơi, chị nói vậy nó nhục em chứ. Em dù gì cũng là đàn ông con trai mà. Thế thì mặt Văn Khoa sẽ là thể lực. Dạ. Rồi, còn Phạm Thiên Thanh. Mặt Văn Khoa thể lực, Phạm Thiên Thanh là thi trí. Khó vậy anh, đường nào cũng khó. Còn Quốc Thuận. Tôi thì ngược lại, Thanh Tân em rất là... Đâu đứng lên cái coi, đứng lên cái coi. Đứng lên cái coi. Cô bộ đi em gì sao đứng ngang dễ coi xí. Đó, thấy chưa? Nhưng mà dạo này thì cái công việc của em đi quay rất là nhiều, cho nên cái lực nó đã hao tổn rồi đúng không? Cho nên tôi chọn Gia Linh sẽ tham gia phần lực và Thanh Tân sẽ thi trí. Anh nói sao thì em nghe vậy. Em nào dám trả lời anh đâu. Đúng vậy không? Quá dữ. Bây giờ thì hai đội, đội nào thi trước nào? Vâng, đội em lúc nào cũng xung phong, nhưng lần này thì không. Mời đội bạn. Em biết mà. Bây giờ đội của Phương Thanh là Mạc Văn Khoa sẽ với lại Thẩm Minh Thanh để thi trước. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bộ phận nào của con voi không lớn lên theo thời gian? Con mắt, con mắt. Chính xác. Chú gấu Teddy của nhân vật Mr. Bean màu gì? Màu gì? Màu nâu. Chính xác. Lễ trừ tịch thường được thực hiện vào thời gian nào trong năm? Vào thời gian nào? Lễ trừ tịch. À, trừ tịch, lễ trừ tịch thường thực hiện được thời gian nào trong năm? Quá nhanh lên em ơi. Dạ, quá 12 cái gì tháng chạp? 30 tháng chạp. Thêm một chữ nữa, chữ đầu nữa. Thôi, đếm. Đúng rồi, đếm 30 tháng chạp. Tên của con hầm đường bộ xuyên qua đèo dài nhất Đông Nam Á là gì? Dạ, trời biết đất biết, em không biết. Trời ơi, bến Nhà Rồng thuộc quận nào của thành phố Hồ Chí Minh? Quận 4. Đúng rồi. Trong tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, hai chị em gái có tên là gì? Thạch Lam. Thạch Lam. Biết thì quá. Không biết, quá. Trong truyện Số Đỏ cái tên. Rồi, xong. Xong rồi. Như vậy là bạn Phạm Thiên Thanh đã trả lời được 4 câu hỏi. Hai bạn có số tiền đầu tiên là 2 triệu đồng. Yeah. Thật sự là em cầm đây nhưng mà nó còn nghe bên câu hỏi lắm. Trời, em trả lời nhanh đi anh chịu hết nổi rồi. Một tràng pháo tay dành cho Mạc Văn Khoa và Phạm Thiên Thanh. Mời đội Gia Linh và Phạm Thanh Tân. Rồi, bắt đầu. Trẻ Bà Đệ là đặc sản của tỉnh thành phố nào? Trẻ Bà Đệ. Đà Nẵng. Đúng rồi. Con bò tiết mồ hôi qua bộ phận nào của cơ thể? Con bò tiết mồ hôi qua bộ phận nào của cơ thể? Mũi. Điểm cực Tây của nước ta nằm ở tỉnh thành trời nào? Trời. Đội của Gia Linh Thanh Tân được không 2 sao. Câu hỏi. Các bạn nhận được 1 triệu đồng. Sao hết? Thưa quý vị, ta vừa mới đến với vòng chơi đầu tiên của hai đội. Chưa có điều gì xảy ra cả. Tất cả niềm vui còn đang ở phía trước. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Trí Lực Sánh Đôi.